chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh Mặt Nóng Channel của mình. Mọi người đoán xem là hôm nay mình xem dẫn mọi người đi đâu nè. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ủa sao không ai đoán chết trơn vậy? Không ai rảnh quan tâm đâu mà. Hôm nay mình sẽ, thôi bật mí luôn là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi bảo tàng học lịch sử. Ủa sao nói ra câu này nghe nó sai sai, sao tự nhiên nay học xiên quá vậy? Nhưng mà thiệt ra là mình vô tình tìm thấy chỗ này ở trên trang Rau Thầy Quanh Rau và thấy nhiều người review về nó rất là hay và bổ ích. Tin người vừa cờ lờ. Nên là mình quyết định sẽ đánh liều một chuyến từ Đài Trung hẳn xuống phía Đài Nam để xem coi là cái chỗ này có thú vị như vậy hay không. Mà mọi người biết, muốn biết có thú vị hay không thì xem đi rồi biết. Vào trong bảo tàng lịch sử quốc gia của Đài Loan rồi đây, không biết phải tên gì gọi như vậy không nữa, vì mình không thấy nhiều tour du lịch chọn chỗ này làm địa điểm tham quan lắm, nên mình sẽ để lại địa chỉ và cách đi ở dưới comment và description cho các bạn. Giá vé cho mọi người sẽ là tầm 100 New Thầy Quanh đồng, tương đương là 70.000, mà đi càng đông thì giá sẽ càng rẻ. Chỗ này khá xa và phương tiện công cộng không thể gọi là đầy đủ như ở Đài Bắc, nhưng mình thấy thì giá taxi khá rẻ, nên đi từ Đài Nam Station tới chỗ này chỉ mất hơn 17 phút xe thôi, nên mình khuyến khích là đi taxi luôn. Vì mình đã tìm hiểu rồi và không có tiếng xe buýt nào đến đây hết. Ở tầng 1 thì chỉ tập trung vào góc dạy học cho con nít, nên có chỗ triển lãm truyện tranh, toàn mấy cuốn quen thuộc bên mình hơn 10 năm trước chứ nhiều mà bị vô lòng kính hết rồi, như Nữ Hoàng Ai Cập nè, Mặt Nạ Thủy Tinh nè, có Cậu Bé Ba Mắt nữa. Ở dưới tầng này thì có cả quầy lưu niệm nữa, giá siêu ổn luôn cho các bạn muốn mua quà về làm kỷ niệm. Hầu hết không phải là bán bánh trái hay gì hết mà là bán những đồ vật liên quan tới lịch sử, nên rất là độc lạ, hàng hiếm, ra ngoài mua không có đâu, nên là tranh thủ ghé vô đây mua về làm quà. Sẽ có nguyên một cái bản đồ cho các bạn tiện theo dõi, cứ dựa theo nó mà đi, nhưng lúc đầu mình cũng hoang mang lắm vì nhìn khá bình thường. Ở khúc dưới đầu á, nhưng lúc lên tới đầu 2 thì đúng nghĩa là bao nhiêu tinh tú vì sao dồn hết vào tầng này. Đây chính là khuôn mặt hoang mang của mình khi lên tới đầu 2 một chân trời mới luôn. A whole new world. Tầng 2 tập trung chính vào lịch sử, cuộc sống, tập tục, nghề nghiệp của con người Đài Loan qua nhiều thời đại khác nhau và có chú thích rất rõ ràng. Cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh cho mọi người tiện theo dõi. Nếu mọi người không biết tiếng Trung thì mọi người đọc tiếng Anh. Nếu mọi người không biết tiếng Anh thì mọi người đọc tiếng Trung. Nếu không biết cả hai thì phiên dịch Google, đằng nào cũng sẽ hiểu thôi, dễ lắm. Nhưng người ta phân ra rất kỹ nhé. Đi đúng một vòng tròn thì sẽ là sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ khoảng thời gian di cư cho đến lúc con người bắt đầu ổn định, làm việc, rồi miêu tả chân thật luôn cả những lúc biểu tình. Và đặc biệt mình ấn tượng nhất là những quán bar, chỗ vui chơi, chụp ảnh ngày xưa, làm không lệch đi một tí nào. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ, nên không bao giờ có quyền nói hết những gì. Để giữ chân ai đừng vội đi. Đồ vật làm đã thiệt mà người làm còn thiệt hơn. Nhất là tượng sáp, nếu mà thể hiện được khuôn mặt chân thật nhất thì rất là khó. Nhưng mà ở đây làm vừa đẹp mà vừa thiệt đến nỗi mà nếu mà có ai đứng kế bên thì cũng tưởng là tượng thôi. Có những bức tượng mà có thể làm được cả nước mắt luôn á, nhìn y chang như là đang khóc thiệt, nhìn muốn khóc theo luôn. Tầng này rộng lắm mà cứ đi một chỗ là phải đứng lại ngắm nghía hơn 15 phút, nhất là nhìn vào những cái chi tiết trên bức tượng sáp là một nè, rồi xong đó phải đọc kỹ lại mấy cái biển chú thích để hiểu rõ hơn về cái giai đoạn đó, mà cách người ta viết hành văn để cho mọi người hiểu rõ nó rất là thú vị, chứ không phải là kiểu như là sách giáo khoa nhàm chán lắm đâu. Đi ở đây có khoảng vài tiếng thôi, nhưng mình cảm giác như là mình đã thu nhập được một lượng kiến thức đáng kể về lịch sử nước bạn.
rồi nói riêng và một phần lịch sử Trung Hoa nói chung luôn. Còn tầng ở trên thì chỉ là chiếu phim tư liệu thôi, nên các bạn cứ tập trung coi tầng 2 là chính nha. Ở đây là kiểu như đặc sắc nhất của nguyên một cái bảo tàng này rồi. Đọc đi. Đọc thì đọc làm gì dưỡng dạ. Phụ thì không phụ, chỉ trỏ trỏ, quá đáng lắm luôn rồi ế. Ủa này làm gì vậy chế? Kệ nó đi mấy đứa. Dữ dội không mấy chế ơi. Lần đầu tiên mà mình thấy là ở ngoài đời mà còn đẹp hơn trên hình nữa. Trên hình review chỗ có chút ép à, mà cứ tưởng chỉ có mấy cái tượng sáp thôi, nhưng mà ở ngoài là nguyên một khu tầng 2 luôn. Trời, tôi quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà giá vé vô là chỉ có 70.000, đúng nghĩa đồng tiền bát gạo luôn. Mà mình thường nghĩ là người ta hay nói câu là đừng có trông mặt mà bắt hình dung, còn đây thì đừng có trông cái tên mà bắt cái hình, đừng có trông cái tên mà bắt cái hình. Chứ cái tên nghe đúng chán luôn, mà bước vô đúng kiểu hoành tráng, hầm bà lằng gì chẳng ghê lắm. Nên là nếu mọi người đã chịu đến Đài Loan rồi thì phải ghé qua cái chỗ này. Đài Nam thì cái đất nước nó cũng không lớn lắm đâu, nghe từ Đài Bắc xuống tới Đài Nam thì ra cũng chỉ tầm 2 tiếng mấy 3 tiếng xe thôi. Ý xe là tàu tốc hành bún vú má gì đó nha. Nhưng mà mình thấy chỗ này mà những ngày cuối tuần á, hay là những gia đình có con nít gì á thì nên cho nó vô đây để học lịch sử. Học lịch sử nước bạn hay học lịch sử nước mình gì cũng có ích như nhau mà. Cứ đi đi, chán học như tôi mà còn đi mà. Yay. Bởi vậy thôi, mình đã đi xong rồi nên mình cần phải nghỉ ngơi, là tại vì học quá nhiều. Nên là bye bye mọi người nha. Đừng quên là nhớ like, share và subscribe cho Nghe Soi Living Channel nha. Nhớ đó, không là boss chửi nữa giờ. Bye.